Hoa hậu Hờ Hen Niê đẹp nhất khi mặc trang phục này. Thưa quý vị và các bạn, Hờ Hen Niê xinh đẹp cá tính trong bộ trang phục truyền thống của người Ede. Nàng hoa hậu sinh năm 1992 lại càng chiếm được cảm tình của khán giả. Hờ Hen Niê sinh năm 1992 đến từ Đắk Lắk. Bố mẹ của người đẹp đều là người dân tộc Ede. Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hờ Hen Niê lại lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Lộng lẫy trên sân khấu nhưng ngoài đời Hờ Hen Niê lại giản dị. Mỗi khi về quê, cô thường chọn mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Trong trang phục người Ede, nàng Hoa hậu lại càng chiếm được cảm tình của khán giả. Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 thường xuyên đi dép lê ở đời thường. Chỉ khi xuất hiện trước công chúng, Hờ Hen Niê mới chọn trang phục lộng lẫy. Dự một số sự kiện, Hờ Hen Niê tự hào khoác lên mình trang phục dân tộc người Ede. Năm 19 tuổi, cô để tóc dài, mặc trang phục dân tộc tham gia biểu diễn trong chương trình giao lưu văn nghệ giữa các dân tộc thiểu số. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hờ Hen Niê vẫn luôn hướng về buôn làng của mình. Gần đây, Hờ Hen Niê đã dành 1,1 tỷ đồng được Mạnh Thường Quân tặng khi lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 cho buôn làng của mình. Người đẹp cũng ngỏ ý muốn làm đường và điện sáng cho buôn làng và được sự đồng ý. Người dân ở quê Hờ Hen Niê mới đây còn muốn đổi tên cổng chào vào con đường mang tên cô. Tuy nhiên, người đẹp đã từ chối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.